Quý vị và các bạn đang theo dõi chuyên mục Dân số và Phát triển của Đài Phát thanh Truyền hình Điện Biên. Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua, các cấp hội Liên hiệp Phụ nữ trong tỉnh đã triển khai thực hiện dự án 8 về bình đẳng giới và giải quyết các vấn đề cấp thiết với phụ nữ trẻ em giai đoạn 2021-2025. Đây là một trong 10 dự án thành phần thuộc chương trình Mục tiêu Quốc gia Phát triển Kinh tế Xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 nhằm thúc đẩy quyền, trao cơ hội để phụ nữ và trẻ em dân tộc thiểu số và miền núi vươn lên, khẳng định vị trí vai trò và tham gia xây dựng phát triển cộng đồng. Những năm qua, công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ luôn được các cấp ngành quan tâm và ưu tiên các nguồn lực cần thiết để triển khai các dự án hoạt động nhằm thu hẹp dần khoảng cách về giới trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội. Các mục tiêu chỉ tiêu về bình đẳng giới được triển khai toàn diện, chất lượng nguồn nhân lực nữ ngày càng được nâng cao. Công tác truyền thông được tăng cường với các hình thức đa dạng, linh hoạt, phù hợp với từng nhóm đối tượng và từng địa bàn. Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh cũng đã quan tâm và chỉ đạo các cấp hội tập trung thực hiện tốt một số nội dung cụ thể như là: thứ nhất là phối hợp tổ chức tập huấn, truyền thông, nâng cao nhận thức cho cán bộ hội viên về pháp luật và các cái quy định có liên quan đến phụ nữ và trẻ em, ví dụ như luật bình đẳng giới, luật hôn nhân và gia đình, luật phòng chống bạo lực gia đình. Thứ hai là tăng cường giám sát phản biện xã hội, thực hiện tốt vai trò đại diện của hội trong việc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của phụ nữ và trẻ em. Thứ ba là phải tăng cường tốt phối hợp với các cấp, các ngành trong triển khai thực hiện luật bình đẳng giới, luật phòng chống bạo lực gia đình. Dù đã được quan tâm đẩy mạnh, song trên thực tế ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số, tình trạng bất bình đẳng giới vẫn còn tồn tại. Cụ thể là tư tưởng trọng nam khinh nữ, bỏ học lấy chồng sớm, sinh nhiều con để có con trai nối dõi. Người phụ nữ thường bị trói buộc trong phạm vi gia đình và không có tiếng nói. Về cái vấn đề bất bình đẳng giới trên địa bàn huyện thì chúng tôi còn thể hiện rất là rõ trong đồng bào dân tộc thiểu số. Và để thực hiện được cái thu hẹp cái khoảng cách về cái bất bình đẳng giới trong đồng bào dân tộc thì sau khi mà chúng tôi xây dựng các cái lớp tập huấn thì sẽ tổ chức các cái hoạt động truyền thông tại cơ sở, làm sao cũng mong rằng là với cái dự án 8 này sẽ thu hẹp được cái khoảng cách về bất bình đẳng giới trong đồng bào dân tộc thiểu số. Bất bình đẳng giới tồn tại là một trong những nguyên nhân gây ra tình trạng bạo lực trên cơ sở giới, mà cụ thể là bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái. Trước thực trạng trên, các cấp hội phụ nữ trong tỉnh đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nâng cao vai trò hiệu quả của tổ chức hội trong việc thực hiện bình đẳng giới, phòng chống bạo lực gia đình tại cơ sở. Trong đó, việc thực hiện dự án 8 về bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em đã được triển khai đồng bộ tại tất cả 10 trên 10 huyện, thị, thành phố. Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ trẻ em nằm trong chương trình Mục tiêu Quốc gia về Phát triển Kinh tế vùng đồng bào dân tộc thiểu số miền núi giai đoạn 2021-2030. Và trong đó thì các cấp hội được thực hiện 4 nội dung rất là căn bản trong dự án 8. Thứ nhất là tuyên truyền vận động, thay đổi nếp nghĩ, cách làm, góp phần xóa bỏ các định kiến và khuôn mẫu giới trong gia đình và cộng đồng, những tập tục văn hóa có hại và một số vấn đề xã hội cấp thiết cho phụ nữ và trẻ em. Và nội dung thứ hai là xây dựng và nhân rộng các cái mô hình thay đổi nếp nghĩ, cách làm và nâng cao quyền năng kinh tế cho phụ nữ, thúc đẩy bình đẳng giới và giải quyết vấn đề cấp thiết của phụ nữ và trẻ em. Truyền thông tại cộng đồng là một trong những hoạt động chính xuyên suốt trong các nội dung của dự án 8. Tại huyện Mường Trà, 30 mô hình tổ truyền thông đã được thành lập từ năm 2023 và duy trì hoạt động hiệu quả cho đến nay. Hoạt động này đã góp phần tuyên truyền vận động thay đổi nếp nghĩ, cách làm, từng bước xóa bỏ các định kiến và khuôn mẫu giới trong gia đình và cộng đồng, những tập tục văn hóa có hại đối với phụ nữ và trẻ em. Cùng với hoạt động của tổ truyền thông cộng đồng, mô hình thủ lĩnh của sự thay đổi đã được ra mắt và đi vào hoạt động tại các trường học để đảm bảo tiếng nói và sự tham gia của phụ nữ và trẻ em trong các hoạt động phát triển kinh tế xã hội tại cộng đồng. Đối với huyện Mường Trà thì có 6 câu lạc bộ thủ lĩnh là được thành lập ra mắt ở tại trường học, các trường trung học cơ sở.
và có 3 câu lạc bộ thì được ra mắt tại cộng đồng. Chúng tôi cũng tích cực phối hợp với phòng giáo dục cũng như là hội phụ nữ các xã thị trấn có câu lạc bộ thành lập tại địa bàn xã, thì cũng luôn luôn có những cái định hướng cũng như là tài liệu để hướng dẫn cho các em học sinh tuyên truyền về những cái nội dung chủ đề theo đúng cái trọng điểm mà ở trường các em đang có những cái vấn đề cần quan tâm, cần được tuyên truyền, cần được vận động. Tại tỉnh Điện Biên, dự án 8 về bình đẳng giới và giải quyết các vấn đề cấp thiết với phụ nữ và trẻ em giai đoạn 2021-2025 được triển khai tại 92 xã với trên 950 thôn bản đặc biệt khó khăn ở 10 huyện, thị xã, thành phố thuộc vùng dự án. Đối tượng thụ hưởng là phụ nữ và trẻ em gái tại các xã thôn đặc biệt khó khăn, ưu tiên phụ nữ trẻ em dân tộc thiểu số trong các hộ nghèo, cận nghèo, nạn nhân bị mua bán, bị bạo lực gia đình, xâm hại tình dục, lao động di cư không an toàn, phụ nữ khuyết tật. Mục tiêu mà dự án 8 hướng tới là nâng cao nhận thức, thay đổi định kiến giới, khuôn mẫu giới, chăm lo đời sống vật chất tinh thần, bảo vệ chăm sóc phụ nữ và trẻ em, góp phần thực hiện mục tiêu bình đẳng giới và giải quyết có hiệu quả một số vấn đề cấp thiết của phụ nữ, trẻ em, vùng dân tộc thiểu số và miền núi. Thì trong cái thời gian vừa qua thì thực hiện cái chương trình dự án 8 thì chúng tôi đã tập huấn cho gần 100 các đồng chí, các trưởng bản rồi bí thư chi bộ rồi Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể để thực hiện về cái truyền thông tại cộng đồng về những để nhận thức của chị em và phụ nữ biết cách tuyên truyền rồi truyền thông về cho một cái nhóm lớn và nhóm nhỏ và cái nhận thức cho bà con nhân dân về cái thực hiện về cái bình đẳng giới. Các bản đặc biệt khó khăn thì đối với chúng tôi thì cũng đã thực hiện 9 tổ truyền thông cộng đồng mà ra mắt, thì đến nay thì các tổ truyền thông hoạt động thì cũng đã đi vào hoạt động và thực hiện có hiệu quả. Để dự án triển khai đạt hiệu quả, thời gian qua Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh đã tổ chức các lớp tập huấn trang bị kiến thức, đào tạo cán bộ tham gia dự án và hướng dẫn thực hiện các nội dung kiểm tra giám sát quá trình thực hiện. Đây là cơ sở tiền đề để các cấp hội phụ nữ và cấp ủy chính quyền thuộc vùng dự án vận dụng triển khai thực hiện tại địa phương. Triển khai thực hiện dự án 8 đến nay, toàn tỉnh đã thành lập gần 440 tổ truyền thông cộng đồng, 50 địa chỉ tin cậy và gần 90 câu lạc bộ thủ lĩnh của sự thay đổi. Các mô hình câu lạc bộ này cũng đã phát huy vai trò tích cực của nam giới vào các hoạt động truyền thông về bình đẳng giới. Thực ra nói nhà nông chúng tôi trước xưa thì cũng chưa am hiểu biết được về xây dựng nhà gia đình hạnh phúc. Từ bây giờ có câu lạc bộ này thì gia đình chúng tôi, vợ chồng chúng tôi thì cũng thuận hòa, chia sẻ mọi các thứ công việc trong gia đình để lắp ứng được chăm con cháu sau này. Cái quyền bình đẳng giữa vợ và chồng thì không phân biệt công việc của nam giới hoặc nữ giới, để con cháu nói theo sau này thì vợ chồng trước mắt thì hai vợ chồng phải biết hòa thuận, biết bảo ban nhau xây dựng gia đình ấy, cũng những công việc gì kể cả công việc nhỏ đến lớn thì phải biết chia sẻ lớn nhau với nhau thì mới dạy dỗ được con cháu sau này. Trong quá trình hoạt động thì cũng tổ chức cho các hội viên họp định kỳ và tuyên truyền về chính sách của Đảng và Nhà nước và phổ biến về kiến thức nuôi dạy con cái, kỹ năng ứng xử trong gia đình và tuyên truyền về phụ nữ, về tuyên truyền cho các hội viên về bình đẳng giới, về kỹ năng nuôi dạy con cái và kỹ năng ứng xử trong gia đình để xây dựng một gia đình hạnh phúc, không có bạo lực gia đình. Mặc dù đạt những kết quả bước đầu trong việc nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi của cộng đồng về bình đẳng giới, giải quyết các vấn đề cấp thiết với phụ nữ và trẻ em, song điều đáng lo ngại hiện nay là tỷ lệ tảo hôn ở đồng bào dân tộc Mông vẫn còn chiếm ở mức cao. Tảo hôn đã và đang làm hạn chế cơ hội học tập, phát triển của trẻ em, nhất là đối với trẻ em gái. Đây cũng là nguyên nhân sâu xa làm suy giảm chất lượng nguồn nhân lực và sự phát triển bền vững của phụ nữ vùng dân tộc thiểu số. Đến đây, chuyên mục Dân số và Phát triển của Đài Phát thanh Truyền hình Điện Biên cũng xin được kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chuyên mục lần sau.